Ăn cơm thôi. Có đồ ăn. Đây là của tôi. Đưa tôi, của tôi. Đừng cướp, đừng cướp. Lấy ra đây. Bọn họ tổng cộng có 15 người. 8 người trên mình có vết sẹo dao đâm, 2 đứa trẻ. Biên giới Ramani Đông Nam Á, bọn chúng cũng có lính bắn tỉa. Các cậu phải cẩn thận. Cái súng đó, bắn thỏ còn được. Hơn nữa, không phải còn có thầy sao? Tôi cược, tên lính bắn tỉa đó nếu có thể lên được đạn, Lão Kim sẽ tự bỏ tiền ra mời tất cả mọi người ăn đêm. Ok, là của tôi. Lão Kim, đừng nhìn hắn nữa. Đây là trại tập trung buôn bán nội tạng người. Cứu được cũng không sống được. Lão Kim, nhiệm vụ của chúng ta là giết chết người tổ chức đằng sau sông ba của hội cứu thế. Bố trí cứu viện không phải nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta đã ngồi không 3 ngày rồi. Một cước suốt vào khung thành đều trông cậy vào cậu. Đừng bắn lệnh đấy. Cậu nói con người trong thói đời này muốn sống sao lại khó như vậy chứ? Sao có thể nhìn thấy mình? Ai vậy? Không thể nào chứ. Có chuyện rồi. Mục tiêu lên núi rồi. Xe mục tiêu đã xuất hiện. Hai chiếc xe tải vũ trang hộ tống. Không rõ số lượng nhân viên vũ trang. Dự kiến sẽ đến trong vòng 5 phút. Đi, bắt hắn lại. Lão Kim, Lão Kim, anh đi đâu vậy? Dự tính 2 phút xe mục tiêu sẽ đến. Lính bắn tỉa đã vào vị trí. Bác sĩ, hết thuốc tê rồi. Lần này cần thứ gì? Trái tim. Có gì đâu. Trực tiếp làm đi. Thằng nhóc, mày có phúc được thấy rồi đấy. Mày có biết sau khi tim ngừng đập, cách thời gian chết não là bao lâu không? 8 phút. Phẫu thuật cấp bậc này rất khó thấy được mấy lần ở trường y. Đừng chớp mắt. Xe đã đến. Sông ba, hội cứu thế. Xác nhận mục tiêu. Giết cái đứa trẻ đó cho tôi. Kim Minh, cậu đánh vào đâu thế? Đội trưởng, bọn họ đang bắn giết dân thường. Thêm đạn. Lão Kim, tôi thực sự cảm ơn anh. Mua đạn khuya cho cậu. Lão Kim, cướp của anh làm sao vậy? Đội trưởng, bọn họ có người đang tiêu hủy chứng cứ. Cứu người trước rồi nói.
Tôi đã từng nói với cậu, cậu không cứu được họ. Bây giờ sông Ba chạy rồi, sẽ có càng nhiều người bị hại vì cậu. Vua bắn tỉa. 10 năm sau, cậu chọn cái mới từ kho súng đi. Cậu cứ ôm súng của tôi mãi, vậy tôi dùng cái gì? Nhóc, hay là đổi khẩu súng khác đi. Thầy đã chuyển sang hậu cần rồi, cần súng làm gì? Mau thay vỏ đạn đi, dễ phá kỷ lục. Được, được, được. Nếu thích thì cầm lấy dùng trước đi. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Cạn ly. Đồ tốt. Sao thế? Đừng lãng phí. Không thua được à? Nào 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 nào. Cậu biết không, nếu hôm nay là thực chiến, cậu đã đi đời rồi. Vừa nãy chị ấy lấy đồng đội. Tôi hỏi cậu, một lính bắn tỉa quan trọng nhất là gì? Định lực, sức nhẫn nại, năng lực ẩn giấu, năng lực sinh tồn nơi hoang dã, là sống. Dùng mọi thủ đoạn để sống. Nào nào nào, đi một cái. Nào nào nào, đi đi đi. Làm xong rồi à? Nhanh nhanh nhanh, 30 ký cũng không chịu nổi. Tốc độ, tốc độ, tốc độ. Lão Kim, 20 tân binh, người liên cùng anh chỉ còn được 2 người đạt tiêu chuẩn, còn đều là học trò của anh.
Anh đúng là đề cử người tài không cần đánh người thân nhỉ. Nghiêm. Lực lượng an ninh liên hợp BW. Kim Thái. Chào. Tại sao nhiệm vụ lần này không cho em đi? 10 năm trước tôi đã thất thủ thả Song Pa đi. Hội cứu thế của hắn ngày hôm nay là mạng lưới phạm tội ngầm lớn nhất Đông Nam Á. Năm đó chúng ta đã quét sạch trại tập trung nội tạng người của hắn. Em cũng là một trong những người bị hại. Vậy tại sao em không thể? Kim Thái thì được. Lính bắn tỉa đã vào vị trí, đã hack cả camera giám sát khu vực tác chiến, camera giám sát thực tế. Phát hiện mục tiêu nghi ngờ, yêu cầu xác nhận nhiệm vụ tác chiến lần nữa. Mười mấy năm nay, 7 tổ chức phạm tội lớn ở Đông Nam Á, chúng ta đã chọn 5 cái. Mỗi lần chọn một cái, hội cứu thế lại lớn mạnh một phần. Tôi nghi ngờ Song Pa đang lợi dụng chúng ta để loại bỏ đối thủ cạnh tranh của hắn. Kim Thái, bắt hắn về đây. Chúng ta phải đích thân thẩm vấn. Rõ. Đội 1, xác nhận lẻn vào. Đội 1 đã rõ. 20 năm nay chúng ta đã bắt Song Pa 7 lần. Mỗi lần hắn đều có thể rút lui an toàn. Có nhiều lần như vậy sao? Không phải chứ. Trong đó có một lần cậu đã bắn xuyên vai của hắn, nhưng hắn lại chạy trốn. Anh muốn nói gì? Tôi nghi ngờ trong tổ chức của chúng ta có người của hội cứu thế. Kim Thái, báo cáo tình hình. Bên địch có lính bắn tỉa, chúng ta đã bị lộ rồi. Kim Thái, lập tức rút lui. Nhận được thì trả lời. Có tín hiệu quấy nhiễu. Lão Kim, 10 năm trước anh vì cứu chúng tôi, tín hiệu không ổn định, linh bị đứt. Đã thả Song Pa đi, đang tải. Hôm nay nếu tôi không bắt được hắn ta, sẽ có càng nhiều người bị hại vì tôi. Yên tâm đi, đợi tôi quay lại. A Thái, Tiêu Mi, lập tức tổ chức đội 2 đi chi viện. Rõ. Tổ thông tin lập tức khôi phục tín hiệu. Nhanh lên, đi theo tôi. Rõ. Đi theo tôi. Báo cáo, chuẩn bị sẵn sàng. Không một ai được phép đi. Trước khi tôi chưa tra rõ là người nào tiết lộ thông tin thì bất cứ ai cũng không được ra khỏi cánh cửa này. Nhưng mà Na Thái chỉ có một mình cậu ấy. Lúc này anh còn muốn hành động theo cảm tính sao? Trong tình huống tình báo bị tiết lộ, bất kể anh cử bao nhiêu người đi đều chỉ là bị ngắm sóng. Tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, lập tức xuất phát. Không được phép đi, đây là nhiệm vụ của bọn họ, là sứ mệnh của họ. Nghe cậu hay nghe tôi? Tín hiệu đã khôi phục rồi. Đã dọn dẹp xong hiện trường. Song Pa này là giả mạo. Nhanh thế. Vẫn tốt đấy. Chỉ có mười mấy người thôi. Hay là ấn nút phát lại cho cô xem nhé. Lập tức tra xét hiện trường, xem có bỏ sót gì không. Rõ.
Xem ra là giao dịch tình báo. Yêu cầu thao tác từ xa. Rõ. Đã tấn công vào hệ thống của mục tiêu. Là danh sách giao dịch của hội cứu thế. Giao dịch vũ khí đạn dược, thuốc phiện, nội tạng người, đánh bạc với lòng đất. Đợi đã. Tu lại. Đang nhận diện khuôn mặt. Tư liệu của Kim Minh. Trong sạch của anh. Nhưng anh phải cho tôi thời gian. Chúng ta làm việc với nhau 30 năm rồi. Tiêu Mi, tháo súng của anh ta. Đợi đã. Để tôi tự làm. Lão Kim, Lão Kim, tư liệu của Kim Minh. Đừng giết người. Kim Minh, Tiêu Minh, bỏ vũ khí xuống. Đi thôi. Đừng do dự. Sống sót trước đã. Thầy dạy em đấy. Kim Minh là nội gián. Tiêu Mi phản bội rồi. Đừng để bọn họ chạy thoát. Lão Kim, là tôi. A Thái, bỏ súng xuống. Cậu cũng không tin tôi. Em tin thầy. Nhưng thầy bỏ súng xuống trước đã. Kim Thái đồ khốn. Giáo quan, mau đi đi. Không được đi.
Chó cắn chó. Đồ trên mua đâu rồi? Lấy ra thử một chút. Tám năm sau, quán ba, quán ba. Cứu mạng, quay lại, trộm tiền của tao, tao đánh chết mày. Đứng lại, bố ơi, đứng lại, dám trộm tiền của tao. Bố ơi, đứng lại, bắt nó lại cho tao. Bố ơi, đứng lại, đừng chạy, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Không ngờ còn có bố à. Đánh, tiền của tao cũng dám trộm. Không nghe ngóng xem tao là ai à. Tôi dạy dỗ con cái giúp anh, anh trả tiền cho tôi. Không quá đáng chứ. Đi, đi thôi, đi uống rượu. Đi, đi uống rượu, đi quẩy nào. Trông dáng người chú rất to, sao chịu đòn kém thế. Hôm nay cảm ơn nhé, cháu cũng không nợ chú. Sau này có việc thì nhắc cháu, gì cũng dễ làm. Bọn họ cướp tiền của chú, chú bắt cháu làm gì. Chú bị bệnh à, có bệnh thì đi khám bác sĩ đi. Chú thả cháu ra, chú làm cháu đau. Thả cháu ra, chú làm gì vậy. Chú thả cháu ra. Chú thả cháu ra. Làm gì vậy? Thả cháu ra. Cô chính là mẹ nó. Cô ta á? Đồ gì vậy? Cháu không có mẹ. Không có tiền, dùng thân đền có được không? Chú làm cháu đau rồi. Chú làm gì thế? Không ngờ đấy. Cứng quá nhỉ. Đại ca, anh làm gì vậy? Đại ca, không cho kiểu đó đâu. Đại ca, đại ca, đại, đại ca, chú làm gì thế? Chú, cháu cảnh cáo chú, chú đừng động vào cô ấy. Chú không có tiền, chú gọi tiếp rượu làm gì? Chú ra đây cho cháu. Nhanh thế. Chú làm gì vậy? Buông cháu ra. Chú muốn làm gì? Thả cháu ra. Từ hôm nay trở đi, cháu sẽ làm thuê để trả tiền. Thả cháu ra. Khi nào trả hết, khi đó thả cháu về. Cái gì thế, làm thuê à? Cháu còn nhỏ thế này làm thuê cái gì? Cả đời này không thể làm thuê. Anh. Tiền đâu? Không trả tiền, tôi sẽ đưa nó đi. Đại ca, bây giờ em không có tiền. Để em tiếp khách kiếm đủ rồi đưa cho anh. Hay là anh cứ đưa nó đi trước đi. Đủ rồi. Cô làm mẹ như vậy sao? Tôi cũng không muốn như vậy. Tôi thay mặt con xin lỗi anh, là tôi dạy dỗ không tốt. Nhưng bây giờ tôi thật sự không còn cách nào. Vậy thì cứ để nó ở chỗ tôi làm thuê để trả tiền trước đã. Nó không thể lại đi ăn trộm. Nhìn gì thế? Nhanh lên, phòng 888, nhanh lên.
Trong tủ lạnh có đồ ăn, đói thì tự lấy. Trừ vào lương, có gì ghê gớm chứ. Cùng lắm chứ làm thêm một chuyến, trả tiền cho chú là xong. Từ hôm nay trở đi, không được phép trộm đồ nữa. Trong chú thế này mà cũng bắt cháu làm thuê cho chú. Chú nói rõ trước đi, bao nhiêu tiền một ngày? Ít quá không làm. Cháu không biết chữ. Đúng thế, chứ không biết chữ thì sao hả? Cháu tự hào à? Sáng mai 8 giờ dậy. Hả? Cháu ngủ ở đâu? Này, chú ơi. Làm gì vậy? Làm gì vậy chứ? Làm gì vậy chứ? Thả cháu ra. Nhẹ tay thôi. Bang Florida. Rượu Gin Gordon. Chú nhanh lên, chú mạnh tay lên. Không có sức à? Chỉ biết uống rượu. Chứ không phải vì muốn giúp chú sao? Cho cháu đấy, cầm chắc vào nhé. Hiến máu làm bạn phát tài. Cuối cùng cháu cũng sửa xong rồi. Cháu sửa xong rồi. Lau sạch chữ cái đầu tiên. Rẽ một chút đi. Cái này cũng được. Rẽ chút đi. Rẽ thêm chút nữa đi. Đồ có gì hỏng rồi, sửa giúp gì đi. Mang cái đó qua đây xem nào. Tiểu Phong đâu? Thằng nhóc thối, đã lâu vậy mà không về nhà, cũng không gọi điện cho gì, không nhớ nhà. Hai ngày nữa con gom đủ tiền rồi sẽ về. Dì còn đứng đây làm gì? Mau đi đi. Thứ đồ đó mấy ngày nữa dì lại đến lấy nhé. Này, dì đợi đã. Mắt dì làm sao thế? Con làm gì thế? Còn con quan tâm sao? Đi làm bài tập đi. Lại là tên đó. Nghỉ hai ngày đi. Con xin dì đấy. Đừng mở cửa nữa. Dì không mở cửa thì con nuôi dì à? Chú, mượn tiền. Cho thêm chút nữa đi. Đủ hai ngày rồi chứ. Có tiền rồi, có thể mua đồ ăn ngon. Ở nhà đợi gì nhé. Dì đi mua thức ăn.
Không ngờ anh còn biết dạy đứa nhỏ viết chữ. Cảm ơn anh. Cô và thằng bé rốt cuộc là... Tôi coi như mẹ nuôi của thằng bé. Đứa bé đã khóc dậy rồi, sao chị không cho bú chứ? Mẹ ruột của Tiểu Phong là chị gái tôi. Từ nhỏ chúng tôi nương tựa lẫn nhau. Nhưng chị ấy lại nghiện ma túy nghiêm trọng, vì thế đã mắc một khoản nợ lớn mà đã chọn tự sát. Từ ngày hôm đó, Tiểu Phong đã trở thành con của tôi. Vì nuôi dưỡng Tiểu Phong và trả nợ cho chị gái, tôi không thể không lựa chọn tất cả công việc nhanh có tiền. Cho nên từ nhỏ tới lớn, Tiểu Phong chưa từng có một gia đình yên ổn. Nó lớn lên thành như vậy đều là trách nhiệm của tôi. Không còn sớm nữa, tôi đi trước đây. Đúng rồi, cái máy sấy tóc của tôi, sửa giúp tôi một chút. Tôi chỉ có một cái. Cô không nói với Tiểu Phong một tiếng sao? Không. Tôi thấy thằng bé rất vui khi ở chỗ của anh. Chú ơi, đưa đây. Cho biết rồi, chú là một sát thủ. Trả chú. Chú có phải không? Không phải sát thủ, lẽ nào là cảnh sát? Nhìn chú cũng không giống. Ngủ đi. Có gì ghê gớm chứ? A Thái, cậu cũng không tin tôi. Kim Thái, đồ khốn. Triệu Kim Minh. Thứ Song Pa để lại, anh kinh doanh tốt đấy chứ. Xem ra anh biết làm ăn hơn anh ta. Ông chủ chúng tôi không tiện nói to. Anh xem con số này. Tôi có ý muốn rửa tay gác kiếm. Nhưng tên nhóc cậu, 20 triệu đã muốn đuổi tôi. Không có thành ý gì cả. Thank you.
tiền không đủ, phụ nữ xài vào. Tôi là người thiếu phụ nữ sao? Giáo quan đã tìm thấy nhóm người có máu phù hợp với thầy rồi. Cô gái, cô cầm cái súng nát này chỉ vào tôi cả ngày rồi, cô không mệt à? Bây giờ tình hình thế nào? Coi như là nhặt được một mạng đi. Đạn đã xuyên qua giữa trái tim, gây tổn thương vĩnh viễn cho hệ tim mạch. Khoảng 3 đến 4 năm ông ấy phải thay tim. Đến lúc đó chuẩn bị tiền xong, hội cứu thế của chúng tôi giảm giá cho người trong nội bộ. Anh có ý gì? Chim giáo quan của các cô chỉ dạy cô nổ súng, không dạy cô dùng não sao? Lão Kim, nếu không phải tôi để người ở bên cạnh anh, tôi cũng không biết hôm nay thực sự muốn bắt tôi. Cô gái, Kim giáo quan của cô luôn là một con chó tôi nuôi bên mình. Anh ta không nói với cô sao? Chỉ có điều anh ta làm người tốt quá lâu rồi, bản thân cũng hồ đồ rồi. Lựa chọn thế nào em tự quyết định đi. Mau tìm một nơi trốn đi. Mười năm trước thầy đã cứu em. Cả đời này em chỉ biết một mình thầy. Long, vừa nãy quên nói với cô, nhóm máu của Kim giáo của các cô là nhóm máu B hệ RH âm, rất khó tìm. Anh ta chết chắc rồi. Tiểu Phong, Tiểu Phong,
Thằng nhóc thối chạy đi đâu rồi? Tránh ra, nặng chết đi được. Mấy thứ này là đồ mấy tháng nay, cho ăn của chú, uống của chú, bỏ cả gốc lẫn lãi vào tủ lạnh cho chú. Còn cái này nữa, rượu chú thích uống nhất, coi như cảm ơn chú đã dạy cháu học. Đây là tiền nợ chú, có dư không thiếu trả lại cho chú. Từ nay chúng ta... Tiền này cháu lấy ở đâu ra? Đau quá. Đau, chú làm gì vậy? Có phải cháu lại đi trộm tiền không? Cháu không có. Chú hỏi cháu có phải không? Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Chú quản cháu à? Chú đâu phải bố cháu. Chú quan tâm nhiều như vậy làm gì? Một ngày làm kẻ trộm, cả đời đều là kẻ trộm. Tôi không dạy được cháu. Cho cút đi cho tôi. Cút. Cuối cùng mình đã sửa xong rồi. Sửa xong rồi. Cút rồi thì đừng quay lại. Ông chú thối tha chỉ biết mắng mình. À, đau quá. Ông chú thối. Chú uống rượu không uống chết đi. Tiểu Phong. Tiểu Phong. Chú uống rượu không uống chết đi. Ông chú thối. Tiểu Phong. Mình có trộm đồ đâu, sao phải sợ chú ấy? Mình đi nói rõ với chú ấy. Tiểu Phong. Chú. Qua đây. Cháu nói trước nhé. Chú không được đánh cháu, không được mắng cháu. Nếu không cháu sẽ... Chú thả cháu ra. Chú làm gì vậy? Chú thả cháu ra. Các người muốn làm gì thế? Thả cháu ra. Tiểu Phong, thả cháu ra. Phòng khám từ thiện. Hiến máu giúp bạn giàu có. Nhìn gì thế? Hiến được 1.000 nhóm máu BRH âm tính.
báo gấu trúc. Anh là ai? Tôi hỏi, anh đáp. Được. Có phải anh cung cấp hồ sơ nhóm máu cho tổ chức bán nội tạng người không? Đúng. Đúng. Sau khi bọn họ bắt được người rồi thì nhốt ở đâu? Tôi nói. Nhìn lên, xong chưa? Đã xong chưa? Này, người anh em, làm gì thế? Cậu đến phòng gây mê phụ đi. Đến rồi, là cái này, để đi đi. Hôm nay tìm thấy một người nhóm máu rồi hát âm. Ở đâu thế? Dư đổi ca, chắc là ở phòng phẫu thuật đó. Cậu nói xem mạng người thật rẻ nhỉ? Cậu không bằng con heo. Cậu nói đúng không, người anh em? Cậu... Đặt ở giường số 2. Bình thường đều là hai người, sao hôm nay chỉ có một người vậy?
Chàng trai này, tôi nhận ra anh. Hội cứu thế. Sao mày còn chưa hôn mê? Khỏe như trâu vậy. Tiểu Phong ở đâu? Tiểu Phong gì? Tiểu Phong gì? Tôi nói giữ cho tôi cánh tay. Tôi là bác sĩ. Đừng phí lời. Đứa bé bị dẫn đi rồi. Được ai dẫn đi? Anh không biết à? Anh không biết à? Anh đã tra đến tôi rồi. Mà anh còn không biết là ai muốn tim của nó sao? Tim? Rốt cuộc là ai? Tôi nói Tiểu My gọi đến. Đừng nhìn nữa. Bên tay phải của cậu tổng cộng có 3 điểm mù thị giác. Theo kỷ lục những năm qua của cậu, lần lượt là 2,3 giây, 2,5 giây và 3 giây. Còn tốc độ khoảng cách bắn súng của tôi là 2,5 giây. Cũng có nghĩa là nếu tôi muốn trốn trong 3 phát súng thì chắc chắn chết. Sư tỷ, đấu một ván nữa không? Cậu dở trò. Sư tỷ, chỉ bắn được 10 phát súng rồi nhỉ? Nên thay băng đạn rồi. Nếu cậu cho rằng tôi hết đạn rồi, cậu đứng lên thử xem. Chỉ có cái lớn, tôi không có sao? Đi xuống rồi. Xuống thật đúng lúc. Tôi đã muốn gặp hắn từ lâu rồi. Dùng súng. Ugh!
đường cho xe cứu hỏa. Nguy hiểm. Trần Long, ST100749, Thổ Siberia. Kim Thái, thằng khốn. A Thái, cậu cũng không tin tôi. Tiểu Phong ở đâu? Lần này cần gì? Tim. Tiểu Phong. Tiểu Phong. Tiểu Phong. Tiểu Phong.
Anh tỉnh rồi à? Vẫn ổn chứ? Đừng quên là tôi đã nghiêm túc học ở học viện y tá. Hôm nay anh đã đi đâu? Có phải đã đi đánh nhau không? Tiểu Phong đâu? Tôi hỏi anh Tiểu Phong đâu? Bị bắt đi rồi. Bị ai bắt đi rồi? Bắt đi đâu hả? Rốt cuộc anh đã đắc tội với ai? Đứa con trai tôi đi đâu rồi? Anh nói mau. Anh nói đi. Hội cứu thế, tổ chức buôn bán nội tạng cơ thể người. Họ muốn tim của Tiểu Phong. Cô định đi đâu? Tôi phải đi cứu Tiểu Phong. Anh buông tôi ra. Buông tôi ra. Bình tĩnh. Hãy tin tôi. Tiệm cầm đồ. Ông chủ, cái này có thể cầm cố được không? Cái này ở đâu ra vậy? Cầm được thì cầm, không được thì thôi. Đợi đây nhé. Ở đâu ra thế? Đại ca, tôi nhặt được trên đường. Người đâu? Tôi không biết. Anh đang nói ai vậy? Rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt phải không, đại ca? Thank you.
Mày biết tao đang tìm ai rồi đấy. Chiều thứ tư, 22 tháng 10 năm 2015. Long đại ca, sao về muộn thế? Anh Long, ai xử anh thảm hại như vậy? Đi. Cố Thừa Giới, Cố Thừa Giới. Làm theo lời tao nói. Nếu không. Mày dùng tao để uy hiếp hắn à? Nếu không, mày sẽ có kết cục giống hắn. Bắt đầu từ ban nãy, các loại tiền mã hóa blockchain trong tài khoản của cô đều được chuyển đến một tài khoản mới, sử dụng mật khẩu cấp quyền tài khoản của cô. Chúng tôi đã thông báo với nền tảng, nhưng được thông báo không đóng băng được. Tiêu Mi gọi đến. Thả tôi ra. Kim Thái, cô phản bội từ lúc nào thế? Từ sau khi một tên xuất sinh nổ súng bắn ân sư của mình. Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Tôi dùng thứ trong tay của mình đổi lấy mạng của Tiểu Phong. Thả tôi ra. Vĩ đại gì sao? Có phải cậu nghĩ cô đứa bé này là có thể chuộc lỗi sao? Là có thể noi gương theo tay súng bị anh bắn trúng tim đó à? Tất cả tiền bẩn của cô, còn có chi tiết tài khoản đều trong tay tôi. Nếu cô không đồng ý thì cứ đợi mà phá sản đi. Tôi còn sẽ công khai hết khách hàng của cô cho công chúng biết. Đến lúc đó có hậu quả gì chốt. Nhưng địa chỉ do tôi chỉ định. Được. Vậy thì tối mai, nếu cô muốn bố trí chút gì đó thì phải nhanh lên đấy. 12 giờ đêm mai, tòa nhà đổ nát phía đông thành phố. Tôi sẽ tự tay giết cậu. Những đứa trẻ đó thì làm thế nào? Báo cảnh sát đi. Tiểu Phong, sao lại là gì? Ông chú đâu? Đừng cứ động loạn nhé. Đặt đồ tôi cần lên bàn. Gọi một người phụ nữ đến chết thay cậu. Kim Thái, tôi đánh giá cao cậu rồi. Để lính bắn tỉa của các người đều lui hết đi cho tôi. Nếu không đứa trẻ này, các người ai cũng đừng mong có được. Kim Thái, tôi biết cậu nghe thấy rồi. Còn không ra đây, tôi sẽ cho cậu biết. Con mụ thối, nếu còn dám nổ súng dọa mẹ tôi liền tự bắn chết mình. Con gì gọi gì là gì? Con mụ thối. Cẩn thận chút, đừng bắn vào mình thật đấy. Con biết rồi, mau đi đi.
giết người phụ nữ cho tôi. Cướp đứa trẻ về đây. Rõ. Các người, đừng qua đây. Tôi nổ súng đấy. Tôi bắn thật đấy. Đừng làm đứa trẻ bị thương. Ông chú thối, chú còn muốn trốn đến bao giờ nữa? Mau chuồn đi. Mau chuồn đi. Tiểu Phong, đi. Tiểu Phong, con vẫn ổn chứ? Đau. Kim Thái. Tôi không sao. Đưa Tiểu Phong đi trước. Được, chúng ta mau đi thôi. Mau đi thôi. Có phải vừa nãy con gọi gì là mẹ không? Cái gì? Không có. Ôi trời, đừng lề mề nữa. Mau chạy đi. Bên này. Nhanh lên. Chạy mau.
Ông Kim, ca phẫu thuật ghép tim của ông đã chuẩn bị xong. Ông còn dặn dò gì không? Cậu biết không, A Long chết rồi, Tiêu Mi cũng chết rồi, chỉ còn mỗi tôi, người cần thay tim vẫn sống. Cậu nói xem, trên thế giới này, con người muốn sống khó đến vậy sao? Đợi thêm chút nữa đi. Bắn thêm một phát nữa thì kính chống đạn sẽ không chống đỡ nổi nữa. Xem ra cậu thật sự rất muốn gặp lại tôi nhỉ? A Lãng, A Bình, A Phi, đi so tài với sư huynh của các cậu đi. Dân, những người khác canh chừng ở trong phòng. Các cậu chỉ ba đường lên núi, dùng chiến thuật quay vết. Tiểu Phi đã rõ. Đã rõ. Dù hắn nổ súng trước, tôi làm người quan sát của các cậu. Rõ. Tiểu Phi, báo cáo vị trí. Phía nam chết hướng đông 45 độ. Chạy đi, tôi yểm hộ cậu. Tiểu Phi đã rõ. Nhìn thấy rồi, phía bắc chết hướng tây 35 độ. Cũng không lợi hại lắm nhỉ. Đỡ tôi lên. A Lãng, đã nhìn thấy chưa? Phía bắc chết hướng đông 25 độ. Không đúng, hai hướng. Chắc là bắn từ xa, bắn không chuẩn đâu. Để tôi thử lại. Phía nam chết hướng tây 25 độ. Nhanh. Chạy ra phía sau từ khi nào vậy? Không thấy đâu nữa rồi. A Bình, đã rõ thì trả lời. A Bình, A Bình, giáo quan, chỉ còn một mình em thôi. Không vội, vẫn còn cơ hội. Báo cáo giáo quan, bắn trúng mục tiêu. Mau, mau chạy đi.
Lâu rồi không gặp. Ra tay đi. Thích nó, cầm lấy dùng trước đi. Cậu đã đến đây rồi, tại sao không giết tôi? Tôi đến đây chỉ là để đưa Tiểu Phong đi. Trẻ này có quan hệ gì với cậu? Tại sao cậu nhất định phải cứu nó? Vậy tôi và ông có quan hệ gì? Lúc đó tại sao ông lại cứu tôi? Này, chú sẽ đến đón cháu chứ? Chú ơi! Chú ơi! Chú ơi! Bố ơi! Chăm chỉ học hành, đừng bắt nạt bạn học. Nhất định phải đến đón con nhé.